ba phở gầu sốt một tái một chín, ba tái sốt, à ba gầu sốt, ba gầu sốt này, ba gầu sốt, ba gầu sốt với một tái một chín, không không, đây là ba gầu sốt đầu kia, ba gầu sốt một tái một chín ở trong, tái một chín ở trong của anh bác này, ba phở gầu sốt dưới nhà, một tái một chín, đây ba gầu sốt này. Rồi ba gầu sốt cho con đi ra một tái một ra một tái một chín này, ba gầu sốt như này, một tái một chín, một tái một chín à, một tái một chín nữa trong, một tái một chín nữa trong, à, ba ơi cháu gửi này ba gầu sốt này, một tái một chín nữa đây, một tái một chín nữa trong, anh là một tái sốt là gì? Một tái sốt một chín trẻ em à? Có hành đầy đủ không anh? Một tái sốt 19. Ba gầu sốt một tái 19 này. Xong rồi một tái 19. Xong một tái sốt 19. Bây giờ lại bác gì nữa làm nhanh. Một tái sốt 19 nữa bác. Bao nhiêu tí là đến lượt nữa. Chị ở đây có những phở gì hả cô? Nhà mình đây có những phở. Chị có phở à, bò, phở gà, phở xếp qua, phở gà, miếng nha. Rồi à, bún mọc. Hết gà rồi. Đầy đủ có đủ luôn. Không thiếu gì thế. Vừa làm. Một tái sốt 19 cho con. Hai phần gì nhanh? Một tái sốt 19. Một tái sốt này. Đấy, khách đi gà hết rồi đấy. Hết sạch gà rồi. Ôi, ra khách đóng quay đóng kín rồi. Hết rồi. Bây giờ phải sắp hết rồi. Còn đâu rồi, chúng ta có hết rồi. Cái anh đấy là khoảng tiếng nữa là có hết sạch rồi. 9 sốt. Em lấy chỉ bán một lúc buổi sáng thôi. Anh ơi, đấy gặp lòng ngay. Bát sốt vang này bao tiền đấy cô? 40.000. Nhìn lên bát gì đi con? Tài sốt của Thành rồi. Đây đi 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 đi. Tài sốt 19 sốt 19. 19 sốt 19 đâu? Ngon lắm. Tài sốt vang còn nốt như thế này. Tài sốt nào con? Tài sốt 19. Tài sốt 19 nào. Bán ở đây một lúc sáng thôi. Chín. Cô đồng loạt là 40, còn ai ăn là 50, thích ăn thêm gọi 50. Vâng. Thế thôi. Đây là 40 hết đây này. Đây là cái à? Bún tái ngan 50. Bún tái ngan 50. Chị ơi cho em thêm cái bún hả? Có nước sốt nào? Cho con ít nước sốt để đồ ăn canh. 7 giờ, tầm 7 rưỡi là đông nước, tầm này là vắng rồi. À đây à? Tầm trẻ con đi học thôi con ạ. Không măng hả con? Không bình thường. Nhiều quá. Có măng không? Có bình thường. Xong cho anh cho bàn cho cô tầm từ 6 giờ đến 7 rưỡi là đông nhất. Đông kinh khủng luôn. Xếp hàng ra tận đường. Bà cô là đang ngủ cái khác rồi đấy. Vâng, bên của chị là cái gì? Tái chín à? Chị là phở tái chín, bún tái đi chị ơi. Bún tái phở tái chín. Chắc nó nói rồi, có lúc sốt gì. Bún tái phở tái chín này. Mà anh đây là nhiều bún. Rồi, nhiều rồi, không phải nhiều bún mà. Xem còn chanh đi em. Đây là tái gầu. Tái chín. À tái chín ấy. Má này có 40 à? Đều nhập cô đồng loạt 40, ngon lắm. Hết quẩy. Hai tái chín em làm ở đâu đây? Bác. Tái bao nhiêu bánh rồi? Của bác là phở đúng không? Cho hai tái chín kia được kia, tái chín. Cái này. Đừng chết được. Rồi hai gầu sốt mang về như bác vừa rồi thì là 5 bát 200 của bác. Hai gầu sốt này là
rồi chứ mà hai cầu nhá. Này bún ngan chặt luôn này, chưa là này hai cầu sốt kẹo bánh này. Em về đi luôn, có nước không? Em tái cầu nhá chị nhá. Cứ vào đi. Rồi hai cầu sốt riêng bánh cứ gọi nhân viên nhá, đừng gọi chị nhá. Cho nhà bà chủ tuần trước đi nhá, chủ tuần trước đi nhá. Nói ba rồi. Đâu nhiều chứ, đây này, bún ngan ngon không này? Vâng, bán này thì 40 à? 40 đồng loạt hết. Cái đồng giá em dễ gọi nhỉ. Không cho anh vào phóng mình nhá, một cái này, cầu sốt của chị. Chị để đâu chị? Nước cần, nước cần, nước cần. Chị gửi ai? Này này, như này. Cho bác tay cầu sốt. Chị gửi ở đâu? Một gì con đây, 9 sừng. Một cái, một cầu sốt này. Nhà mình bán thường đến mấy giờ thì hết công việc tay ạ cô? Tầm mà khoảng 9 rưỡi là hết rồi. 9 rưỡi là mình nghỉ đấy ạ? À? Ừ. À. Là hết khách thì còn nát đát vài người thôi, là hết người. Dạ. Bán tề sáng thôi, khoảng mấy chục con bánh. Tái màu nước sốt của bác Hùng Diệu đây. Rồi. 9 nhiều bánh. Bác sẽ còn trà được chưa? Đã là 1 phần rồi. Đấy, bây giờ mình gọi một suất tái chín các bạn ạ, bởi vì là giờ này rơi khoảng tầm 9:15 rồi thì người ta cũng hết suất vang ấy. Mình thì gọi suất vang ở đây. Quán đây thì đông khách lắm các bạn. Nhà mình đây chỉ có tầng 1 thôi hả anh? Tầng 1. Đông lắm. Đấy, còn phía trong kia là khu dân bếp. Đấy, mình chờ một lúc nữa để cho có bàn thì mình sẽ ngồi mình ăn. Ở đây thì người ta đông nhất vào lúc tầm buổi sáng và đến giờ này người ta mình thấy là cũng vẫn rất là đông các bạn. Chờ một tí. Nhà mình đông khách quá chú. Thế này mà đông hơn nữa thì ngồi ở đâu chú? Trước là lên tầng 2, bây giờ ở đây cũng quán rồi. À, chỉ ngồi ở đây thôi ạ. Vâng. Thế đông nữa là ra về đúng không? Vâng. Nhà mình bán đây là bao năm rồi chú? 35. 30 năm ạ. Đây là nhà mình luôn. 39 nhà mình luôn ạ. À. Đây là đang đông. Các em này chúng ta hoặc anh lại lại đấy. Đây ba thì về quay có cho quay đâu. Thế là bọn cháu thì lại cho quay à? Quý bọn cháu hơn đúng không? Quý đấy. Đâu có phải sao đấy. Có duyên đấy. Mà ông có tiền cơ. Mà ông còn mời dưỡng người là chị bên thứ 6 của chị. Chị Lê nữa. Vâng. 35 bán phở rồi. Năm nay là đúng 35 rồi. 35 rồi đấy. Vâng. Phở gia truyền ở đây 3. 3 tái một tái nào? 3 tái một tái là 3 tái một tái nào? Đây, bát này của mình là giá là 40.000 các bạn. Thịt ở đây thì cô thịt thái, cô thái bản rất là to này. Đó, bên trên này mình nhìn có vẻ hình như là có vài cái lát giềng hay là lát gừng này. Không biết có phải đúng cái lát gừng không? Đúng rồi đấy các bạn. Bánh phở ở đây thì các bạn nhìn này. Bánh phở người ta sử dụng cái loại bản to, mỏng. Chính nha, rất nhiều bạn sẽ thích ăn cái kiểu bánh phở này nhá. Đây này. Còn không nhiều quán người ta sử dụng cái loại bánh này đâu. Ở đây thì có ớt tươi này, ớt Đà Lạt này, mắm này, chanh này. Đó, và ớt này thì là ớt này ăn rất là cay, mình ăn nhiều lần rồi. Ớt này cay và thơm. Hình như cái này là ở quán phở sướng người ta cũng sử dụng cái này. Nước ngọt lắm các bạn. Vâng.
thịt bò ăn mềm. Lúc mà mình vào đây thì mình định ngồi ở trong kia ăn cho nó yên tĩnh, nhưng mà chờ một lúc khoảng tầm 10 phút thì không có chỗ, thế là đành phải ngồi ở cái chỗ này để quay. Vì ngồi chỗ này bình thường mình quay thì là nó cũng không có tiện lắm các bạn, vì ngồi là gần chủ quán ấy, mình nói nó cũng không tự nhiên. Lúc mà nói cho các bạn này thì mình cũng nói nó nhỏ nhỏ đi một tí đấy các bạn. Bánh phở rất là mềm. Bạn nào mà ăn đậm như mình chắc các bạn sẽ cho thêm tí nước mắm. Về cơ bản thì mình nghĩ là cái nước phở ở đây không phải là nhạt, nó có độ ngọt của xương, không có độ ngọt của đường. Cho tí mắm vào thì là nó sẽ đậm hơn. Mà thường thì mình cho mắm vào, mình chứ mình không cho gia vị. Cho gia vị vào nó sẽ chát, còn cho mắm vào thì là nó sẽ có độ ngọt của mắm ấy, nó ngon hơn nhiều. Đây mình gầu đây các bạn. Gầu này là gầu vàng này. Gầu này ăn thì nó sẽ giòn. Thái nhỏ nhá. Miếng gầu thì thái nhỏ mỏng. Thái nhỏ cho em ăn trước đi em. Cho má bác không thể. Thái nhỏ. Thái nhỏ. Thái nhỏ. Thái nhỏ. Ăn nước phở ở đây thì là nó cũng nhẹ nhàng, cảm nhận được độ ngọt, nó dễ chịu. Cái bánh phở ở đây thì ăn nó mềm mà nó dai các bạn. Bánh phở ở đây ăn nó vừa mềm mà vừa dai. Đây, mình sắn ra này, sắn phải ép mạnh vào thì nó mới đứt. Đó. Đây các bạn thấy này, sợi nó rất là dai. Cái nước dùng này nó có thoang thoảng hương vị của quế hồi, nó không bị nồng các bạn. Phải nói thật các bạn là sáng nay thì mình cũng đi quay rồi. Mình có quay một quán phở ở trên chỗ đường Vũ Tông Phan ấy. Xong qua đây thì thấy quán này ăn đông quá, vào đây ăn. Về cơ bản thì hương vị ở đây thì mình đánh giá là nó cũng rất là dễ ăn. Mặc dù là bụng mình bây giờ nó cũng thuộc loại là cũng lưng lửng rồi, nhưng mà mình ăn mình vẫn có cảm giác ngon. Nó không bị ngấy, cảm giác khi ăn vào thì mình vẫn cảm thấy là nó ngon miệng. Mình nghĩ rằng với mức giá là 40.000 ấy thì nó cũng vừa phải. Với cái chất lượng so với mức giá cả này thì thực ra quán này cũng rất đáng thể thưởng thức đấy các bạn. Là bánh phở ở đây ăn rất là mềm, thịt ở đây ăn cũng mềm. Đây không phải là cái phần thịt ngon nhất nhưng mà nó tươi, do đó khi ăn vào mình cảm thấy nó mềm. Đúng là phần gầu ở đây thì là gầu vàng các bạn. Đấy, các bạn nhìn này, nó ăn nó giòn mà người ta thái mỏng này thì ăn nó cũng rất là dễ ăn. Và mình xin phép dừng clip ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.